Ngày 6 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang, huyện Nam Căn, Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng 5 căn nhà của người dân, thiệt hại gần 500 triệu đồng. Khoảng 0 giờ 20 phút cùng ngày, sạt lở đất bờ sông Kinh 17 đã làm 2 căn nhà cùng bến cầu của ông Nguyễn Văn Thanh chìm xuống sông. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 250 triệu đồng. Gần đó, 4 căn nhà khác cũng bị sạt lở làm sụp một phần xuống sông với thiệt hại gần 100 triệu đồng một hộ. Đoạn sạt lở với chiều dài hơn 20 mét, có những đoạn bị ăn sâu vào đất liền hơn 15 mét. Do sạt lở xuất hiện vào lúc đêm khuya nên người dân không kịp di rời những vật dụng quan trọng trong nhà, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản. Đoạn sông Kinh 17, huyện Nam Căn có dòng nước chảy mạnh, biên độ chiều cường lớn. Nước dòng kết hợp với mưa nhiều nên nước mưa chảy theo các vết nứt dẫn đến xảy ra tình trạng sạt lở. Cách đây chừng gần một tháng, cũng tại khu vực chợ Kinh 17 đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sụp hoàn toàn 2 căn nhà xuống sông và 2 căn nhà bị sụp một phần, ước tổng thiệt hại hơn 140 triệu đồng. Trước đó, ngày 4 tháng 6, mưa dông, lốc xoáy cũng đã làm thiệt hại 31 căn nhà của người dân ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.